Chào bà con, đối với kênh Thái Mười Quy, mình Hữu công ty Minh Vân. Hôm nay quay cho bà con mình xem lại vườn na của Hữu. Hôm nay là vườn của Hữu đã bao trái nha bà con. Thì cử trước đó, Hữu tưới là hàng siêu nuôi trái và nuôi trái đó, để thứ nhất là trái lớn nhanh, cây sung. Và mình sau đó một tuần lễ mình mới đây gãy đây là 2015. Thì cái nay vườn của Hữu nay đã bao trái hết rồi nha bà con. Đã bao trái, nhưng mà mình chừa những cái trái nào nhỏ mình để bao được sau đó, để nó hạn chế được cái vấn đề là nắm trái nha bà con đó. Thì ngoài vấn đề mình tứ nuôi trái và siêu nuôi trái, thì ở dưới ở trên mình phun là siêu lớn trái nè, bầu quy xịt bệnh nè, vui gẹp và combi đó. Để thêm một cái vấn đề nữa là na này bị con nhện đỏ, nên Hữu có phun là hàng auto xịt nhện để quản lý nhện đỏ. Tại vì na thường nó bị ba đối tượng mà thấy khi mà đang mang trái: thứ nhất là nghiệp sáp nè, thứ hai là sâu lá nè, thứ ba là nhện đỏ. Ba cái đối tượng đó là gây hại rất là lớn. Thì quay cho bà con mình xem đi bạn. Thì chia sẻ cho bà con mình hôm nay là nai của Hữu, nếu mà không bao trái á, bà con mình nhìn vô thì thấy chỉ lá không à. Cây na khi mà đang mang trái á, là cái đây quay xuống đây các bạn. Đang cái trái vậy nè, thì cái đọt này á, nó phải ra gì thì cái trái nó lớn mới nhanh. Còn đang mang trái mà cái đọt này nó ra không nổi á, thì cây mình á, thứ nhất là trái nó sẽ chậm lớn, thứ hai là cái mùa sau á là cái cây mình để trái hay khó nghe bà con đó. Nên bà con mình lưu ý, nếu mà trường hợp xích đây các bạn, nếu trường hợp á, mà cây của mình đang mang trái, trường hợp mà cây mình đang mang trái mà xích đây các bạn, trường hợp cây mình đang mang trái mà cái đọt ra không nổi á, thì bà con mình nhớ mua tâm trồi ra rễ và vô sinh hoặc là sức sống mới của công ty Minh Quân ha. Con mình cộng lại tứ để cho cây nó sung hơn, phát triển mạnh hơn. Thì Hữu bao những cái trái lớn trước, thì tổng cộng là Hữu bao 2000 mấy bao hả. Cây hiện giờ á thì rất là sung và tốt. Quay cho bà con xem cầm ra đây nè, đây nè. Đây, bà con mình thấy không, na Hữu cây nào trái nó đọt nó ra rất là mạnh và sung nè, mướt nè đó. Hữu quản lý nhện đỏ nè, vua rồi nghiệp sáp nè, và sau hại nói chung tốt, và vấn đề đặc biệt nữa là bệnh đó trên lá, nên vấn đề là cây nó sung lá mướt. Thì tóm gọn lại của giai đoạn mang trái cử rồi Hữu đã xài, thì thứ nhất là xài tứ ở dưới là siêu nuôi trái hoặc là nuôi trái của Minh Quân, và phun ở trên là siêu lớn trái, mờ quy xịt bệnh, vua gầy gẹp, auto xịt nhện và combi xanh lá đó, để cho cây thứ nhất là sung nè, quản lý nghiệp sáp nè và nhện đỏ, khi mình bao nó sẽ được an toàn. Nếu vấn đề bà con mình trước khi bao mà bà con mình không quản lý xịt vấn đề bệnh và nghiệp sáp và nhện đỏ tốt á, thì khi mình bao nó bị vô đây là khó trị lắm nghe bà con. Nghiệp sáp nó vô trái là khó trị lắm, nên bà con mình lưu ý ha. Thì bà con mình mọi vấn đề cần chia sẻ, cần hỗ trợ về vấn đề na thái, từ giai đoạn nhỏ tới giai đoạn trái thu hoạch, thì có gì hỗ cần hỗ trợ liên hệ qua Hữu, số điện thoại là 0779898893. Gặp Hữu sẽ chia sẻ bà con mình hoặc kết bạn qua Zalo nghe bà con. Hữu đọc lại số điện thoại là 0779898893. Thì tất cả sản phẩm của công ty Minh Quân đều có logo mà quy như thế này. Đây bà con mình nhớ mua cho đúng nha. Đó, thì đây còn đây là thông tin của công ty Minh Quân. Đó. Đây. Công ty trách nhiệm hữu hạn phân bón nhập khẩu Minh Quân. Thì thôi Hữu xin kết thúc video, bà con mình nhớ nhấn chuông theo dõi và nhớ nhấn like và đăng ký để theo dõi những video mới nhất của Hữu khi mà quay về na, và chia sẻ kinh nghiệm cho bà con mình biết thêm và nắm thêm để quản lý dịch bệnh sâu hại và chăm sóc na cho tốt nha bà con. Chào bà con.